Mống mắt nằm ở đâu? Vì sao được thu thập làm dữ liệu thẻ căn cước? Mống mắt của mỗi người có cấu trúc đường vân phức tạp và duy nhất, không thay đổi nhiều theo thời gian. Ngay cả anh em sinh đôi cũng không có mống mắt giống nhau. Quốc hội vừa thông qua luật căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trong đó, nội dung thu thập thông tin mống mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước được người dân hết sức quan tâm. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Lê Tấn Tới khẳng định, khoa học hiện nay đã chứng minh, cùng với vân tay, móng mắt của một người có cấu trúc đường vân phức tạp và duy nhất, không thay đổi nhiều theo thời gian. Vì vậy, bên cạnh việc thu thập vân tay, luật căn cước đã bổ sung quy định thu thập móng mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người. Theo bác sĩ Nguyễn Đức Vinh Quang, khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, móng mắt là một cấu trúc mỏng, hình tròn nằm trong mắt, có công dụng điều chỉnh đường kính và kích cỡ của đồng tử. Màu mắt của mỗi người được quyết định chính bởi màu của móng mắt, khác biệt ở các chủng tộc khác nhau, có người màu mắt nâu, nâu sẫm nhưng cũng có người màu mắt là xanh lam, vân vân. Ở trong bóng tối, móng mắt sẽ mở to ra để thu nhận ánh sáng, còn khi ra ngoài trời nắng, móng mắt sẽ thu nhỏ lại để tránh chói mắt. Móng mắt có cấu trúc sắp xếp ở mỗi người khác nhau, được cá nhân hóa hoàn toàn. Đây là một đặc điểm nhận dạng sinh trắc học tương tự như vân tay ở từng người. Còn theo bác sĩ Huỳnh Thị Bích Liễu, phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, móng mắt bao gồm hai lớp, lớp mạch sợi có sắc tố ở phía trước và lớp tế bào biểu mô chứa sắc tố ở phía dưới. Lớp mạch sợi được nối với cơ thắt đồng tử, cơ này co bóp đồng tử theo chuyển động tròn và một tổ hợp các cơ giãn đồng tử kéo rộng móng mắt để đồng tử mở to ra. Mặt sau được bao phủ bởi một lớp biểu mô chứa nhiều sắc tố dày khoảng 2 tế bào, nhưng mặt trước không có biểu mô, riêng ngoài của móng mắt được gắn bởi củng mạc. Qua kính hiển vi, hình dạng của móng mắt sẽ có các sợi, các hốc, các thớ cơ sắp xếp hoàn toàn khác nhau. Khi phân tích qua máy quét chuyên dụng, móng mắt ở mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau. Các bác sĩ khẳng định gần như rất hiếm xảy ra tình trạng hai người có móng mắt giống nhau, kể cả anh em sinh đôi. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.